Xin chào các bạn, mình tên là Thí. Chào mừng các bạn đến với lớp học tiếng Malay của mình. Hôm nay bài học đầu tiên mình xin chia sẻ về bảng chữ cái của tiếng Malay. Tiếng Malaysia hay còn gọi là tiếng Mã Lai có kiểu chữ viết là chữ cái Latin. Trong tiếng Malay có 26 chữ cái. Cách đọc và viết chữ cái tiếng Mã Lai nó giống như tiếng Anh. Nếu như bạn nào mà biết tiếng Anh rồi thì rất là dễ dàng trong bài học hôm nay. Bây giờ mời các bạn cùng đọc theo mình nhé. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W S Y Z. Trên đây chúng ta vừa đọc xong bảng chữ cái. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ đọc một cái chữ cái đi kèm với một từ của tiếng Malaysia. Mời các bạn cùng đọc theo mình nhé. Ai a dầm có nghĩa là con gà. Bi bô là trái banh hay trái bóng. Si cha trình con dùng. Đi đa gình là thịt. Ý riêng trong cái chữ y này khi mà phát âm nó có hai âm. Một âm mình đọc là ơ, một âm mình đọc là y. Một âm là ơ, một âm gọi đọc là e. Ý ơ mà tức là má, mẹ. Ý e cò tức là cái đuôi. F photo photocopy. G ghi ghi là cái găng của mình. H hơ lằng là con đại bàng. I y can con cá. J cha làng đường phố. K kata con ếch. L la lạch con ruồi. M mata đôi mắt. N nanas trái khóm, trái dứa. O orangutan con đười ươi. P pisang trái chuối. Q coca con chuột túi coca. O rumah cái nhà. S semut con kiến. T tikus con chuột. U ul con rắn. V van xe tải loại nhỏ. W wow con diều. S X-ray X-quang mình chụp X-quang. Y
Yo-yo. Cái trò chơi yo-yo. Set. Giraffa. Hươu cao cổ. Trên đây chúng ta vừa học xong bảng chữ cái trong tiếng Malay và một vài từ ví dụ dịch nghĩa sang tiếng Việt. Các bạn thấy cách đọc nó dễ không? Tôi hy vọng các bạn sẽ thích bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi. Cái câu này có nghĩa là cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại.